Chào quý vị và các bạn. Corona COVID-19 thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều hoạt động mà chúng ta mong chờ cũng như là ấp ủ thực hiện cũng đã bị lắng đọng. Có lẽ là trong thời điểm này không ít bạn là muốn đi đâu đó thăm người thân, bạn bè hoặc là làm một chuyến du lịch nho nhỏ sau một cái thời gian mà chúng ta có thể nói là bức bách quá vì Corona. Tuy nhiên điều này là cực kỳ nên hạn chế nha các bạn trong thời điểm này, khi mà như Quốc Khởi đã nói, Corona vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và ngày càng có những diễn biến phức tạp hơn. Chủ trương của chúng ta trong thời điểm này là ai ở đâu thì ở yên đó và chấp hành tốt những chủ trương của chính phủ và những khuyến cáo của ngành y tế nha các bạn, để tất cả cùng chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này. Như vậy thì trong thời điểm mọi thứ gần như là đang ngưng tụ này thì thôi các bạn, cùng với Quốc Khởi chúng ta tiếp tục với hành trình Tây Bắc qua màn ảnh nhỏ với chuyến đi vừa rồi của Quốc Khởi nha các bạn. Tiếp theo thì Quốc Khởi sẽ giới thiệu cho các bạn về một nơi được xem như là một hình ảnh của phố cổ Hội An, nơi miền Tây Bắc Việt Nam của chúng ta, đó là thị trấn Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang. Có thể nói là không thể sánh với Hội An được. Nhưng mà khi đến đây, đặc biệt là vào ban đêm, thì các bạn sẽ có những trải nghiệm rất là tuyệt vời, và đặc biệt là thưởng thức những món ăn được xem là đặc sản của đồng bào người dân tộc vùng Tây Bắc. Cùng với đó là những cảnh sắc. Quốc Khởi đến đây ở thị trấn này vào ban đêm và hôm sau thì lưu lại ở đây thêm một ngày, cho nên sẽ giới thiệu với các bạn vừa là thị trấn Đồng Văn vào ban đêm và cả vào ban ngày. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu khám phá thị trấn Đồng Văn. Trước tiên là những hình ảnh của thị trấn Đồng Văn trong đêm. Quốc Khởi đứng trên một cái tầng cao để chuyển đến các bạn. Chúng ta cùng bắt đầu khám phá nha, thị trấn Đồng Văn của tỉnh Hà Giang, nơi địa đầu của Tổ quốc nước ta. Thị trấn Đồng Văn của tỉnh Hà Giang, nơi địa đầu Tổ quốc này các bạn, về đêm. Và đây là đoàn xe caravan, đoàn xe của chúng tôi đi khám phá Tây Bắc, đậu trước khách sạn. Và bây giờ thì Quốc Khởi sẽ bắt đầu xuống phố để khám phá thị trấn Đồng Văn về đêm, đặc biệt là ở khu phố cổ. Chúng ta cùng đi nhé các bạn. Thị trấn Đồng Văn nằm trên cao nguyên đá, cách thành phố Hà Giang khoảng 160 km. Phố cổ này tọa lạc ngay trung tâm của thị trấn, xưa thì thuộc tổng Đông Quan, tỉnh Tuyên Quang. Còn bây giờ thì như Quốc Khởi nói từ đầu, thị trấn Đồng Văn thì thuộc tỉnh Hà Giang. Khi mới hình thành vào khoảng đầu thế kỷ 20 thì phố này chỉ gồm vài gia đình của người Mông, người Tày, người Hoa sinh sống. Khi vào đây chiếm đóng thì người Pháp đã quy hoạch và để lại những điểm nhấn quan trọng về kiến trúc, đặc biệt là chợ Đồng Văn, như các bạn thấy, được xây bằng đá trong những năm 1920 và gần như còn nguyên vẹn đến cho ngày nay. Nguyên khu nhà thấp dưới mặt đường là nơi bán. Ở đây là chúng ta thấy cái bảng hiệu này là những cái đặc sản của vùng cao Tây Bắc: lẩu dê, bò, ngựa, gà, trong đó có thắng cố là món ăn nổi tiếng vùng Tây Bắc mình. Đây là bán đồ lưu niệm, quần áo, đồ thủ công mỹ nghệ từ gỗ. Đây là những quán cà phê. Chị không
dạ. Để ký số nhà nhưng mà dạ. Phải hơn cây. Cây. Phải hơn cây. Chỗ nào phải gần cây. Em nghỉ ở chỗ nào? Em nghỉ ở đâu? Tụi em quay chút nghe chị, tụi em ở đài truyền hình Sóc Trăng đi theo đoàn caravan. À, em ăn thử bánh đi. Mà tụi em quay xong chút thì tụi em sang đó. À, cái này là chè hay là? Cái này là bánh em ơi. Bánh hả? Bánh thắng dền. Bánh thắng dền. Bánh thắng dền. À, nhìn giống chè ở cỡ miền miền Tây tụi em. À. Miền Tây tụi em. Ở miền Tây bọn em. Ừ. Trong đúng rồi. Đúng rồi, trong Nam bọn em gọi là chè trôi nước đúng không? Chè nước, rồi cái viên bự và viên nhỏ, chè ỉ nhìn cũng giống giống. Bọn em ăn thử xem có giống không? Đặc sản ở trên này, cái này nó làm một gạo nếp. Một gạo nếp. Nước gừng. Đường. Vậy là cũng giống như chè dưới miền xuôi rồi. À. Nó khác là nó có nước gừng. À. Nó được bánh trôi ở miền xuôi. À, bánh trôi nước. Ăn nó có gừng vô ăn cho nó ấm à. Đúng rồi, có gừng ăn ấm. Trên này lạnh nên là trên nước. Này lạnh nên là phải có cái món này. Cái nước gừng là bên kia đó hả chị? Nước gừng là bên này, còn đây là nước luộc. À, đây là nước luộc. Dạ. Bỏ thêm đậu phộng vào. Đây thêm đậu phộng vào. Dạ. Đâu chị cho em quay cái nước. Đấy nước em gừng. Em cứ quay đi em. Đây nước gừng. Dạ. Ồ. Có cái màu, màu à. Màu gì cái này là mật mía, cái này gừng. À bởi vì cái nó ra cái màu nâu nâu. À cái màu hồng này là cây hoa xôi hết. À, hoa xôi màu tím, màu hồng. Giống phơm ngũ sắc đúng không? Đấy, phơm ngũ sắc ở trên này phơm ngũ sắc là cái màu cũng là từ thiên nhiên. Những cái màu này làm bằng lá hết, lá cây hết. Lá gì chị? Lá hoa xôi. Lá hoa xôi ở trên này, trên vùng cao. Phơm ngũ sắc người ta. Phơm ngũ sắc người ta cũng làm thế. À. Hai bạn ăn cái món này thường không? Đây là lần đầu tiên em ăn á. Rất là ngon ạ. À, nhưng mà thấy nghe chắc có gành ghẻ, chắc trước khi ăn có nghiên cứu hả? À có. Cái hạt này rất là dẻo. Đấy, bốm rất là dẻo hơn so với lại bánh trôi chay ở ngoài Bắc. Cái vị gừng. Cái vị gừng rất là thơm, ấm và cái vị lạc rất là giòn, rất là thơm. Nó quyện vào nhau rất là ngon ạ. Nói chung là cảm thấy thích phải không? Lần đầu tiên ăn nhưng mà cảm thấy thích. Vâng. Ấn tượng. Đúng rồi. Hai bạn ở đâu xuống đây? Em ở Hà Nội ạ. À, Hà Nội. Vâng. Lần đầu tiên em lên Hà Giang á. Ừ. Khám phá được gì ở phố cổ này rồi? À, cũng đi vòng quanh này, cũng có cái đặc sản gì thì cũng thử rồi. Đây là món thứ mấy mình đã thử ở chợ này rồi? Món thứ 3, thứ 4 rồi đấy. Vâng. Những món khác là gì? Có thể kể lần tụi này, mà hồi tụi này đi theo tụi này. Bánh phố chẳng hạn này. Rồi. Đấy, món đồ ăn rồi. Rồi là cái món này là món bánh thắng dền. Nó là lạp sườn. Rồi thì một món nữa là cháo, gì? Cháo ấu tẩu. Rồi chúc hai bạn ngon miệng và sẽ thật là vui với một đêm thú vị ở phố cổ Đồng Văn nha. Cảm ơn anh. Rồi. Đây là hai người bạn mới quen ở Hà Nội cũng ra Hà Giang, Đồng Văn này để khám phá nè các bạn. Để anh em tình cờ ngồi cùng ăn với nhau ở một cái món đặc sản của ở phố cổ Đồng Văn này, đó là bánh thắng dền. Và sau hồi tìm hiểu thì bây giờ Quốc Thở cũng quyết định sẽ ăn một chén bánh thắng dền để cho biết với người ta. Tiếp tục ngắm phố cổ Đồng Văn ban đêm nha các bạn. Đây là gian hàng bán quà lưu niệm với những bộ quần áo của đồng bào dân tộc. Và như Quốc Khởi cũng đã từng nói với các bạn trong những video clip trước, thì những hình ảnh này Quốc Khởi chủ yếu quay từ chiếc điện thoại cá nhân của mình. Và những tập ký sự sẽ được phát sóng trên kênh STV Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng trong thời gian tới, sẽ do các đồng nghiệp của Quốc Khởi, những quay phim chuyên nghiệp thực hiện, cùng với lời bình của Quốc Khởi trong vai trò của một biên tập, sẽ sắc nét hơn, những hình ảnh sẽ còn đẹp hơn để chuyển đến các bạn chú ý đón xem.
Và một điều nữa thì Quốc Khởi cũng muốn nhắn nhủ với các bạn, đó là những hình ảnh này giúp cho các bạn biết đôi nét về vùng cao Tây Bắc của chúng ta, để khi có dịp thì chúng ta sẽ đến đây chiêm ngưỡng. Còn thời điểm này thì phải tuân thủ tuyệt đối theo quy định của Đảng Nhà nước ta, chủ trương của Chính phủ là phòng chống dịch Covid-19 Corona, ai ở yên ở đấy nha các bạn. Chỉ xem và tham khảo để khi xong dịch thì có thể chúng ta sẽ thực hiện những chuyến du lịch như thế này, khám phá để biết đất nước mình rất là đẹp. Và như đã nói từ đầu, Quốc Khởi đến đây vào ban đêm và nghỉ lại đây thêm một ngày. Chúng ta vừa ngắm phố cổ Đồng Văn vào ban đêm, và bây giờ thì đây là hình ảnh vào ban ngày các bạn. Thì như ở đầu video clip, Quốc Khởi cũng đã nói thị trấn Đồng Văn là nằm trên cao nguyên đá Đồng Văn, cách thành phố Hà Giang khoảng 160 km. Phố cổ này được hình thành vào đầu thế kỷ 20. Mới đầu thì chỉ có vài gia đình của người Mông, người Tài, người Hoa sinh sống. Và khi mà Pháp vào đây chiếm đóng đã quy hoạch và để lại những điểm nhấn quan trọng về kiến trúc, đặc biệt là đã tạo nên chợ Đồng Văn như những hình ảnh mà chúng ta vừa thấy. Với nguyên vật liệu chủ yếu xây dựng là bằng đá, trong đó hiện nay vẫn còn nguyên vẹn nhiều căn nhà bằng đá kết hợp với gỗ được xây dựng từ những năm 1920. Và đây là một trong những điểm chế tác những sản phẩm từ gỗ cực kỳ đẹp mắt nè các bạn. Và với ban ngày thì chúng ta càng nhìn rõ hơn những ngôi nhà bằng đá dựa vào vách núi rất là độc đáo của thị trấn Đồng Văn các bạn. Chia tay phố cổ Đồng Văn, chúng ta tiếp tục hành trình khám phá Tây Bắc trong những clip tiếp theo của Quốc Khởi nha các bạn. Và video clip tiếp theo thì Quốc Khởi sẽ giới thiệu đến các bạn về một trong những loài hoa được xem là đặc trưng của vùng Tây Bắc, hoa tam giác mạch, cùng với đó là những hình ảnh rất là dễ thương từ những em bé của vùng Tây Bắc, con em của đồng bào dân tộc miền Tây Bắc. Và sau đêm phố cổ Đồng Văn thì nên chăng chúng ta sẽ có một đêm nữa ở một thị trấn còn nổi tiếng hơn Đồng Văn, đó là Sapa. Các bạn nhớ đón xem những video clip tiếp theo để cùng khám phá Tây Bắc tuyệt vời của chúng ta các bạn nhé.